cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống con người càng được cải thiện. Thế nhưng con người đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sự bùng phát của dịch bệnh hay tỷ lệ mắc các bệnh về mắt ngày càng gia tăng. Nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề này, đặc biệt hơn đối với các tỉnh Tây Nguyên, việc khám và chữa các bệnh về mắt còn nhiều khó khăn về chuyên môn, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng. Để giúp người dân các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng được phát hiện kịp thời và chữa trị một cách tốt nhất, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 7 tháng 3 năm 2014. Tọa lạc tại số 309 Ngô Quyền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên là bệnh viện chuyên khoa mắt tư nhân đầu tiên tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Bệnh viện Mắt Tây Nguyên tự hào là nơi hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt trên 15 năm kinh nghiệm. Y đức, tận tâm luôn mang đến khách hàng sự an tâm, thoải mái và chất lượng khám chữa bệnh cao nhất. Hàng năm, bệnh viện đã cử bác sĩ đi học tập và cập nhật những kỹ thuật tiên tiến tại các nước phát triển trên thế giới, cũng như đầu tư các máy móc thế hệ mới nhất phục vụ công tác khám và điều trị. Có thể nói hiện nay, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên đã triển khai đầy đủ các kỹ thuật điều trị về mắt mà các bệnh viện mắt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai. Cùng với hệ thống máy móc, trang thiết bị y khoa hiện đại, bệnh viện luôn chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát, gồm các phòng khoa như khoa khám, khoa mắt, khoa cận lâm sàng, khoa dược, khoa khúc xạ, phòng kế toán, phòng tổng hợp, phòng marketing và chăm sóc khách hàng, được bố trí thuận tiện cho sinh hoạt và nhận được sự hài lòng từ khách hàng. Bệnh viện Mắt Tây Nguyên là bệnh viện duy nhất triển khai phẫu thuật LASIK tại 5 tỉnh Tây Nguyên, cũng như áp dụng các phương pháp điều trị tiên tiến khác như phẫu thuật LASIK điều trị cận, viễn, loạn thị. Điều kiện chuẩn để người bệnh có thể tham gia phẫu thuật LASIK phải từ 18 tuổi trở lên. Quá trình hậu phẫu đối với thủ thuật LASIK được chăm sóc và thăm khám kỹ lưỡng với các khoảng thời gian 1 ngày sau phẫu thuật, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Kính áp tròng ban đêm AutoK phù hợp cho đối tượng chưa từng phẫu thuật tật khúc xạ. Phẫu thuật phaco điều trị đục thủy tinh thể. Phẫu thuật mộng thịt bằng phương pháp ghép kết mạc tự thân. Khám và điều trị các bệnh lý về mắt khác cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. Để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng cũng như nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên triển khai các dịch vụ khám dịch vụ, khám theo yêu cầu VIP, khám bảo hiểm y tế. Trong trường hợp khẩn cấp, dịch vụ cấp cứu 24/7 luôn sẵn sàng đáp ứng kịp thời. Cùng với đó, trong quá trình khám, chữa bệnh hay chăm sóc bệnh nhân sau khi phẫu thuật, tận tình, chu đáo, hướng dẫn và giải thích cho bệnh nhân cũng như người nhà để họ không còn lo lắng. Bên cạnh những hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên còn tham gia những công tác xã hội và cộng đồng như hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, hỗ trợ trong công tác phòng chống Covid. Trải qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập, chứa đựng biết bao tâm huyết cùng sự yêu nghề của tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện để vươn lên trở thành một địa chỉ tin cậy với người dân tại thành phố và các tỉnh Tây Nguyên, đem lại ánh sáng cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Với tiêu chí cho đôi mắt sáng và khỏe, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách sự hài lòng và tin cậy.